Vừa qua, 42 công dân đã cùng ký tên trong một bức thư gửi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Lá thư đề nghị trong trường hợp các đoàn thể chính thức không đứng ra tổ chức, thì các công dân của thành phố sẽ thực hiện quyền biểu tình đã có ghi trong hiến pháp. 42 công dân này cho biết sẽ công khai ngày giờ, địa điểm biểu tình và đề nghị bố trí lực lượng chức năng giữ trật tự an ninh cho đoàn tuần hành. Những người ký tên trong lá thư là những trí thức, tên tuổi, các nhà văn, nhà báo, nhất là những khuôn mặt trong phong trào đấu tranh đô thị trước năm 1975, từng giữ nhiều cương vị trong bộ máy nhà nước, có thể kể giáo sư tương lai, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, luật gia Lê Hiếu Đằng, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, nhà thơ Đỗ Trung Quân, v.v. Chúng tôi đã liên lạc với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu diễn tiến của sự việc. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, lá thư vừa rồi đã có được những phản hồi nào chưa? Sau khi chúng tôi gửi cho Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam rồi Hội đồng Nhân dân cái thư đề nghị là tổ chức biểu tình để chống lại những cái hành động khiêu khích xâm lấn muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, thì về phía nhân dân cả nước mà nói, nhân sĩ trí thức cũng vậy, là rất nhiều cái ủng hộ trên trang mạng bố xít cũng như trên các cái trang mạng khác, trên Ba Sàm chẳng hạn, thì những cái comment ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất cảm kích và trân trọng những cái ủng hộ đó. Nhưng có nhiều người đề nghị là cho họ ký tên ủng hộ, mà vì đây chỉ là cái văn bản đề nghị thôi, thành ra không nhất thiết với nhiều người. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị các thành phố cũng như nhân cả nước dành tất cả cái nghị lực và sức lực của mình cho những cuộc biểu tình nếu có trong thời gian tới. Trong trường hợp mà Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố không có cái chủ trương này, thì chúng tôi sẽ thông báo cho đồng bào rõ cái ngày giờ và địa điểm tổ chức cuộc biểu tình, để mà biểu thị ý chí của người dân thành phố đối với sự ngang ngược, xâm lấn, trắng trợn của Trung Quốc, gây rất thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam, cho người dân Việt Nam, cũng như là đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và gần đây nhất, đó, có thể nói lòng dân càng sôi sục khi Trung Quốc lại xua 23.000 tàu cá, không loại trừ là trong tàu cá đã có vũ trang, xuống vùng biển Hoàng Sa và các vùng biển khác của Biển Đông. Thì rõ ràng đấy là một hành động khiêu khích và gây hấn hết sức là nghiêm trọng. Và chúng tôi nhận được nhiều cái điện thoại đề nghị phải biểu tình ngay. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cũng phải tôn trọng cái thời gian luật định để xem thử là Thành ủy, Hội đồng Dân, Ủy ban Nhân có trả lời hay không vấn đề này. Nếu quá thời gian luật định mà không trả lời thì chúng tôi sẽ thực hiện cái quyền công dân của mình như trong cái văn bản đã nói, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình nói trên để chống cái hành động bành trướng xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Dạ, còn phản ứng của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thì ra sao? Thay vì nghiên cứu cái văn bản đó một cách nghiêm túc, không hiểu vì lý do gì thì lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lại chỉ đạo cho các cơ sở đảng và chính quyền cũng như công an đến gặp nhiều người trong 42 công dân mà đã ký tên vào văn bản đó. Mà cái nội dung gặp đó có tính cách là truy bức, làm có thể là lo sợ. Vấn đề nhất là đặt ra là một là ai đưa ký, hai là ai soạn văn bản này, và ba là đề nghị rút tên. À, họ còn hỏi cái câu này, tức là có phải chữ ký đó là thật sự của anh chị không hay là chữ ký giả mạo. Thì tất cả các anh chị mà được hỏi đó thì đều trả lời hết sức là nhất quán, tuy là không phối hợp với nhau, bởi vì như chị thấy đây toàn là những nhà trí thức, những nhân sĩ, rồi những người có thể nói là thông qua cái phong trào đấu tranh đô thị trước đây, rồi những người đã từng giữ cương vị trong bộ máy đảng và nhà nước, nhà văn, nhà báo, tức là những người có đủ trình độ để khi đặt bút ký xuống thì họ có suy nghĩ và chịu trách nhiệm về cái chữ ký của mình. Thành ra cái việc đặt câu hỏi đó là ngây thơ. Nó diễn ra một cái tình hình buồn cười là những cái người mà được phân công đến gặp trực tiếp các vị thì chẳng nói được gì, chỉ hỏi vớ vẩn vậy thôi, nhưng mà bị những cái người mà đã ký tên có thể nói là tấn công dồn dập, nói là biểu tình chống Trung Quốc liệu nước, nói sai là không đúng và không khi nào rút tên. Nếu nó biểu tình chống Trung Quốc mà sai thì còn gì đất nước này nữa trước cái đe dọa của Trung Quốc.
Thậm chí có nhiều đảng viên nói là nếu mà nói rằng là ký tên là vi phạm 19 điều cấm của đảng thì họ sẵn sàng ra khỏi đảng. Và như vậy thì nếu lý do bị khai trừ đảng hoặc họ ra khỏi đảng với lý do là chống Trung Quốc thì tự nhiên là tức công luận nhân dân sẽ nghĩ như thế nào về đảng. Chống một cái kẻ thù đang lâm le xâm lược đất nước mình, thực tế là đã bắt hại người dân, thực tế đã làm cho cái nền kinh tế mình rất nhiều cái khó khăn thông qua cái việc mà cho đấu thầu các cái lô dầu khí đó. Bởi vì cái ngành dầu khí Việt Nam là cái ngành kinh tế quốc dân rất là quan trọng, rồi lại gần như là tràn ngập lãnh thổ Việt Nam, từ Lạng Sơn cho đến Mũi Cà Mau, ở đâu cũng có người Trung Quốc. Thì có thể nói là có nguy cơ đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam là rất cao rồi. Thế thì nếu mà đảng và nhà nước không đoàn, không có thái độ cương quyết thì người dân thực hiện cái quyền công dân của mình. Chúng tôi cương quyết tổ chức biểu tình để biểu thị cái tình cảm yêu nước, ý chí chống lại cái hoạt động xâm lược của Trung Quốc. Còn ai nói đó là cái việc làm sai thì để công luận người ta sẽ đánh giá. Vì vậy quan niệm của chúng tôi là bây giờ mọi việc phải được công khai minh bạch. Do đó mà một mặt gửi cho Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng dân, Ủy ban nhân thành phố thì vài ngày sau chúng tôi đưa lên mạng để báo cáo với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước là có 42 công dân ở thành phố này làm một cái việc rất là công khai minh bạch và đúng luật, thực hiện cái quyền công dân của mình trước cái nguy cơ đất nước bị ngoại xâm. Thì chúng tôi nghĩ với truyền thống chống xâm lược của nhân dân thành phố cũng như là của nhân dân cả nước thì chúng tôi tin tưởng rằng không có thế lực nào ngăn cản được những cái việc đó. Và tin tưởng rằng nhân dân thành phố cũng như nhân dân sẽ hưởng ứng cuộc vận động này để khi mà trong một thời gian thích hợp, khi tổ chức biểu tình thì sẽ tham gia đông đảo cuộc biểu tình đó. Đó là cái việc làm mà chúng tôi công khai, chúng tôi không có giấu giếm gì. Và trước khi biểu tình chúng tôi sẽ thông báo cái địa điểm cũng như ngày giờ để cho chính quyền biết, trước hết là giữ gìn an ninh trật tự. Và cái thứ hai để đồng bào thành phố biết cùng tham gia. Dạ thưa, như vậy có kỳ vọng quá nhiều lên chính quyền không ạ? Thì bây giờ nếu mà nhà nước thấy rằng là khó khăn, nếu mà để Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể quần chúng tổ chức biểu tình thì cứ để cho người dân tổ chức biểu tình, và cái nhiệm vụ nhà nước là bảo đảm cái an ninh trật tự, chứ không nên dẹp, không nên chống lại và không nên đàn áp cũng như bắt bớ như cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 vừa qua. Vả lại, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao Trung Quốc họ cứ ngang ngược họ lấn tới như vậy mà nhà nước Việt Nam cũng như cái hệ thống chính trị của Việt Nam lại im lặng, thì tôi cho là một cái việc không thể là chấp nhận được. Nếu không nói đây là cái nỗi nhục nhã của cả một dân tộc vốn có cái truyền thống kiên cường chống ngoại xâm. Cha ông chúng ta trước đây thật ra là đâu có tình hình quốc tế hay là đâu có những cái thuận lợi như ngày nay mà vẫn chống được xâm lược phương Bắc. Thì ngày nay tôi nghĩ với cái thuận lợi rất lớn là một là lòng dân đã sôi sục, nhất là khi nghe tin 23 càng tàu cá nó triển khai xuống Biển Đông như vậy. Cái thứ hai là tình hình quốc tế hiện nay, bạn bè ở trong khu vực cũng như trên thế giới là người ta ủng hộ Việt Nam. Thì tại sao chúng ta lại không cương quyết, không cương quyết cảnh báo nhà cầm quyền Trung Quốc và nếu anh làm như thế thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp. Tôi nghĩ là chúng ta hết sức tránh chiến tranh, cái đó rõ ràng rồi. Nhưng không thể vì như vậy mà chúng ta là nhu nhược để cho Trung Quốc lấn tới. Thành ra 16 chữ vàng và 4 tốt có nghĩa cái gì? Khi chúng ta vẫn hô hào cái đó, nhưng mà Trung Quốc thì trên Biển Đông vẫn lấn tới, vẫn khiêu khích một cách trang trợn như vậy. Thì 16 chữ vàng 4 tốt cũng chỉ là cái con ngáo ộp, cái chiêu bài đưa ra để đánh lạc hướng nhân dân Việt Nam mà thôi. Cái này là cái trách nhiệm của đảng và nhà nước này phải như vậy. Còn nếu anh thấy trong điều kiện chưa thể làm được việc đó thì để cho dân làm. Và chúng tôi cũng suy đoán trước rằng là có thể Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam rồi Hội đồng Nhân, Ủy ban Nhân dân sẽ không trả lời và sẽ không chấp nhận cái chủ trương này. Mà bằng chứng là mới đăng tải trên các trang mạng một hai ngày là họ đã triển khai lực lượng để họ tìm cách họ khống chế một cái số nhân vật, một số anh chị trong 42 người đã được ký tên. Thì chúng tôi cho là cái việc làm đó là nó không ổn, là mờ ám, là không phù hợp với cái tình hình hiện nay và không đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân thành phố cũng như của nhân dân cả nước.
Nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo cho đồng bào cả nước cái tình hình như vậy, và chúng tôi cũng cam kết với nhân dân thành phố rằng là chúng tôi không lùi. 42 anh em chúng tôi là sẽ không bao giờ lùi. Cũng như tôi nghĩ là tầng lớp thanh niên, sinh cũng như nhân dân thành phố sẽ không bao giờ lùi trước bất cứ áp lực nào trong cái cuộc đấu tranh để chống lại ý đồ bành trướng xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Thưa ông, có những chuyên gia cho rằng đây là dịp để đưa vấn đề Hoàng Sa ra trước quốc tế. Đúng. Nói thật, 100 khẩu hiệu mà khi biểu tình chúng tôi sẽ sử dụng là phải trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã đấu tranh để đòi trả Hoàng Sa lại cho Việt Nam. Dạ, chứ không chấp nhận chuyện đã rồi, phải không ạ? Đó, đúng rồi, nhưng bây giờ mình phải đòi trả để cái cuộc đấu tranh này các thế hệ mai sau người ta cũng tiếp tục. Và nếu đưa ra tòa án quốc tế, chúng ta đủ chứng cứ về sử liệu và pháp lý để có những cái phán xét thuận lợi cho chúng ta. Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi.